về nữa. Dự án vừa rồi á, anh vừa mới xong, tiền anh cũng đã lãnh và gửi hết vô đây, dự trù để cho mình mua nhà và sinh con. Em cầm đi. Ủa, mà anh ăn gì chưa? Thôi, anh đã mệt rồi, mệt rồi. Ủa, hôm nay mệt lắm. Anh không định đi tắm hả? Hôm nay anh mệt lắm, anh chỉ muốn ngủ thôi. Anh đã dơ dừa thôi, anh không tắm, em cho anh xuống sàn nằm á. Ê, ê, ngủ thiệt hả? Ôi, tiền thì dĩ nhiên phải lấy rồi. Còn bài thì không có ngày nào trả hết á, thì sao mà sinh con? Cả ngày hôm nay em đi làm rất rất là mệt, tiền em cũng đã giữ, còn mai mình tính. Ôi, tối ngày tiền, tiền nhiều đó làm gì? Cuộc sống em ổn không? Dạo này thấy em đẹp cho nhiều ha. Em ổn. Mà anh nói giống như là hồi đó mình chia tay nhau là tại vì hồi đó em xấu lắm vậy. Hồi đó là tại vì anh nghèo, cảm thấy không đủ sức lo cho em, cảm thấy mình không xứng đáng. Mà bây giờ thì chắc muộn rồi. Ý anh là sao? Giờ anh có tiền, có quyền, có mọi thứ, chỉ là không có em. Thấy em hạnh phúc là anh cũng đã vui rồi. Em sao vậy? Em không còn hạnh phúc sao? Có gì thì nói với anh. Em không hạnh phúc hả? Cảm ơn em đã đến bên anh cho lúc này. Em mới phải là người cảm ơn anh chứ. Không có anh, chắc em cô đơn chứ. Chứ, anh không tin về duyên số. Nhưng bây giờ thì anh đã tin rồi. Quan trọng là đúng người và đúng thời điểm phải không em? Anh chỉ lo rằng anh sẽ lại không lo được cho em. Vì công việc của anh hiện tại đang đi xuống. Nhưng may là may có em bên cạnh anh. Công việc của anh gặp vấn đề gì hả? Anh bị khách hàng họ buồn tiền, họ không thanh toán. Giờ anh đang nợ lương của nhân viên, nhưng không sao đâu. Em đừng lo, anh đang tính bán nhà rồi. Anh bán nhà rồi nó đâu? Anh cũng không biết nữa. Nhưng đối với anh, nhân viên là quan trọng. Nếu mà không có họ, thì sẽ không có anh ngờ hôm nay. Em cũng còn một ít tiền để dành, để em phụ với anh. Không được, anh không thể lấy của em được. Anh đã không lo cho em được rồi. Anh đã nợ em rất nhiều rồi. Anh nghe em nói nè, tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng. Anh không nhớ lúc trước vì không dám đối đầu với khó khăn mà mình mới mất nhau hả? Ủa, sao nay anh về sớm quá vậy? Đi công tác nữa hả? Không, ba mới gọi. Má bị bệnh nặng, bây giờ anh phải về gấp. Mà em có về với anh đúng không? Má bị bệnh á anh? Ừ. Anh báo gấp quá, em đâu có sắp xếp kịp công việc đâu. Mà em nghĩ chắc má không sao đâu. Má cái bệnh già đó mà. Ừ, thôi cũng được. À, mà cái tiền hôm bữa anh đưa em á, cho anh một chút được rồi. Tại bây giờ anh chưa có lãnh lương. Má này bệnh mà. Tiền đó em đầu tư rồi. Em đầu tư cái gì? Sao em không bàn với anh? Thời gian gần nhau còn không có, sao bàn được anh? Rồi, thôi cũng được. Bây giờ em đem tu xếp đi nha. Với lại em đóng cửa và em đem ba lô tập táp của anh mỗi luôn. Trong giùm anh, em đi gấp. Thank you.
Thằng Kha đâu rồi? Về đây đây coi. Cô cũng tìm anh Kha hả? Nó lừa tình lừa tiền của tôi rồi bỏ trốn rồi. Cô là gì của nó? Con là bạn của ảnh thôi à. Con có chút chuyện tìm ảnh mà gọi điện thoại hoài không có được. Bà mẹ nhà nó, 2 năm rồi lừa tình lừa tiền lùng đó, chỗ nào nó cũng trốn hết trơn á. Mà cô hên lắm á, cô chưa có bị nó lừa đó. Nhà này á không phải là nhà nó đâu, nhà nó thuê đó. Cái đồ thứ gì đâu mà giang hồ sở khanh vậy đó. Tôi á mà gặp nó hả là tôi đập nó chết mẹ nó luôn á. Thôi hai đứa đi bay. Em nghe nè anh, má mất rồi hả anh? Anh bình tĩnh nha. Em xuống dưới đó liền.